Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh 24 giờ của em ạ. Hôm nay em xin phép em được giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Accent số sàn bản đổ sản xuất 2020 ạ. Vậy thì chiếc xe Hyundai Accent số sàn bản đổ này đại lý chúng em đang bán cho anh em với giá như nào và có những tính năng option có sự thay đổi gì hay không thì em xin phép được đi vào chi tiết cụ thể cho anh em để cho anh em sự chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất cũng như là những tính năng option của chiếc xe Hyundai Accent số sàn bản đổ này phù hợp với cả nhu cầu đi lại của mình hay không, hay những tính năng option của nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình hay không thì em xin phép được đi vào chi tiết cụ thể cho anh em ạ. Đầu tiên em giới thiệu cho anh em về phần giá xe nhá. Với giá niêm yết nó đang là 475 triệu nhá. Còn bây giờ lại lý chúng em thì đang bán cho anh em với giá đang là 463 triệu ạ. Còn anh em nào muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để được giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá xe là tốt nhất thị trường cho anh em nhá. Đấy là phần giá xe ạ. Tiếp theo là những tính năng option thì em xin phép được đi vào chi tiết cụ thể cho anh em nhé. Thứ nhất về phần mặt lưới ca lăng của chiếc xe Hyundai Accent bản số sàn này thì vẫn là sử dụng ngôn ngữ của xe Hyundai, đó chính là mặt lưới ca lăng hình lục giác dạng là dạng thác nước. Đấy, anh em thấy rất nhiều phanh nẹp chrome của chiếc xe Hyundai Accent bản số sàn này thì nó rất nhiều phanh nẹp chrome này giúp cho chiếc xe nó sang trọng hơn, trường xe hơn. Đấy, và logo của Hyundai được đặt ở chính giữa luôn. Chiếc xe cảm giác rất là sang trọng nhá. Đấy. Giới thiệu cả anh em về phần về hệ thống đèn của xe Accent bản số sàn. Đèn Accent bản số sàn nó là đèn halogen dạng projector. Đấy, dạng projector nhá. Có đèn LED ban ngày. Đây, đèn LED ban ngày đây. Kéo rất là dài luôn. Dạng đèn LED luôn nhá. Xe Accent bản 1.4 số sàn bản đủ này có thêm được cái đèn góc chiếu đây. Đây là đèn góc chiếu nhé. Tức là khi mình sang bên đánh lái bên trái hoặc bên phải thì tự động cái đèn góc chiếu này nó sẽ bật theo hàng sướng theo góc đấy. Đèn góc chiếu này là đèn dạng là đèn halogen, dạng là phản xạ đa hướng giúp cho cái ánh sáng sẽ rộng hơn, giúp cho góc cái quan sát của mình sẽ dễ quan sát hơn, nhìn sẽ rộng hơn. Đấy. Ngoài ra thì hệ thống đèn này có thêm có cái cảm biến ánh sáng nhé. Cảm biến ánh sáng khi mà mình vào trời tối, vào hầm tối, đèn sẽ tự động sẽ bật lên. Tự động sẽ bật lên cho anh em. Đó, giới thiệu cả anh em về phần đèn gầm của xe Accent bản số sàn, bản đủ. Vậy thì đèn gầm của xe Accent vẫn là đèn halogen dạng projector đấy ạ. Khá là sang trọng với kèm theo với nó chính là viền mạ chrome bên trong và bên ngoài như này ạ, mạ chrome đấy ạ. Và đây chốt đoạn này là hốc lưới tản nhiệt kết hợp trong cái viền như này giúp chiếc xe cảm giác rất là sang trọng. Cái lưới tản nhiệt này đằng trước này thì nó sẽ là tránh được các cái cản gió giúp cho chiếc xe nó tăng tốc tốt hơn. Đấy, và nhìn cũng rất là sang trọng đấy ạ. Giới thiệu anh em về phần sườn xe của chiếc xe Hyundai Accent. Sườn xe Hyundai Accent vẫn là được thiết kế gập lổi giúp cho chiếc xe cứng cáp hơn, sang trọng hơn. Đấy. Giới thiệu cả anh em vành bánh xe của chiếc xe Accent số sàn, nó chính là vành đúc hợp kim nhôm màu trắng bạc nha, nhìn rất là sang trọng ạ. Vành chiếc xe Hyundai Accent bản 1.4 số sàn này là sẽ là vành 15 inch, nó cũng không phải là quá to mà cũng không phải quá nhỏ đâu nhá. Đấy, thì sẽ là vành đĩa, sẽ là phanh đĩa 4 bánh, phanh đĩa 4 bánh luôn. Tích hợp trên hệ thống phanh này đó chính là có các hệ thống tính năng an toàn như phanh ABS này và cân đo bằng điện tử xe và hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA và phân bố lực phanh điện tử EBD. Ngoài ra thì nó có thêm được đó chính là hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, rất là thuận tiện khi mình đi lên trên dốc hay gì đấy. Rất là anh em nào mà lon lái xe dễ bị đề pa mà bị chết máy thì yên tâm, đã có hệ thống HAC này sẽ giúp cho mình đi xe nó sẽ an toàn hơn. Và ngoài ra tích hợp thêm đó chính là chống trơn trượt xe và khóa chìa khóa thông minh và kiểm soát lực kéo nhé. Đây, giới thiệu cả anh em về gương chiếu hậu của xe Accent số sàn. Accent số sàn gương chiếu hậu cùng màu thân xe, tích hợp trên đó chính là xi nhan trên gương, là xi nhan trên gương của nó là dạng đèn LED này. Ngoài ra thì nó tích hợp đó chính là thêm là chỉnh điện và gập điện nhé. Đó, chỉnh điện cập điện, nó sẽ không có cục gương tự động đâu khi mà tắt máy, không có cục gương tự động khi tắt máy. Giới thiệu cả anh em về tay nắm cửa của xe Accent số sàn bản đủ này, tay nắm cửa mạ chrome cho trên 4 cánh cửa.
tích hợp trên đấy đó là nút bấm, đó chính là chìa khóa thông minh, thì sẽ thêm một cái nút bấm như vậy ạ. Đó. Giới thiệu cả anh em về phần trần xe của xe Accent bản số sàn, bản đủ này thì nó có thêm so với cả phiên bản cũ, đó chính là cái anten vây cá. Anten vây cá đặc cũ của nó sẽ là anten dạng cột nhé. Xe bản số sàn bản đủ này thì sẽ không có cửa sổ trời. Cửa sổ trời duy nhất có Accent đó chính là xe bản là một bản số tự động, bản đặc biệt, bản cao cấp nhất của xe số tự động. Còn bản thường thì cũng không có cửa sổ trời. Giới thiệu anh em về phần đuôi xe của xe Hyundai Accent. Đuôi xe của Hyundai Accent thì nhìn được dập nổi rất là nhiều, giúp cho cái đuôi xe cảm giác rất là cứng cáp và sang trọng của chiếc xe hơn. Đấy, nhìn rất cứng cáp và rất khá là cơ bắp. Giới thiệu anh em cụm đèn phía sau của xe Accent số sàn bản đủ thì là số sàn bản đủ, tức là hệ thống đèn nó đèn halogen, toàn bộ là halogen hết nhé. Đấy, nhưng mà nó sẽ được thiết kế nhìn rất là bắt mắt và sang trọng. Ngoài ra được sẽ kéo phần hệ thống đèn này kéo từ phần sườn xe cho đến đuôi xe, giúp cho chiếc xe cảm giác đã sang trọng hơn. Đấy. Đây em sẽ mở cốp ra cho anh em xem cốp xe nó có rộng hay không. À đây, giới thiệu anh em nữa, phần đây là cái đèn báo phanh trên cao của xe Accent, giúp cho khi mà người lái xe ở trên cùng làn với mình thì sẽ quan sát dễ hơn khi mình phanh xe. Đấy. Giới thiệu anh em về mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe Accent bản số sàn này. Mức tiêu nhiên liệu trong đô thị đang là 7.04 lít, ngoài đô thị đang là 4.74 lít và kết hợp nó là 5.58 lít. Rất kinh nghiệm nhiên liệu đúng không anh em, 5.58 lít so với cái bản số sàn. Đây, giờ em sẽ mở cốp ra, em sẽ giới thiệu cho anh em cái cốp xe của xe Accent là như nào. Cốp mở cơ hoặc mở điện nó có hai cách, ba cách mở. Một là mình sẽ móc tay vào phần phía sau mình sẽ mở ra được, đúng không ạ? Hai là mình sẽ mở trong ở chỗ ghế lái cho cái móc mở cốp sau. Và cách thứ ba đó chính là mình sẽ cài đặt, hoặc là cái chế độ là sau đứng, chỉ cần có chìa khóa sau 3 giây chìa khóa sẽ mở, cốp sẽ mở ra sau 3 giây. Đây, giới thiệu anh em cái cốp của chiếc xe Hyundai Accent số sàn. Cốp rất là rộng luôn nhé, cốp rất rộng luôn. Hàng ghế thứ hai mình thêm gặp được 60-40 thì giúp cho mình có thể để các hàng đồ dài hơn mình sẽ để ra được. Đây, mình sẽ quay cho anh em cái lốp sô cua. Lốp sô cua của Hyundai Accent sẽ là giống như là bốn bánh chính, giống như bốn bánh chính nhé, giống hoàn toàn luôn, cũng là vành 15 inch, vành đúc hợp kim nhôm. Và ở giữa này mình đang để đây là bộ đồ tháo lốp và kích lốp, mình đang để trong túi ở giữa đây ạ. Giờ em sẽ hạ hàng ghế thứ hai xem cho anh em xem nó có rộng dài hay như thế nào, rộng hay không. Đây anh em ơi, em đã hạ hàng ghế thứ hai cho anh em xem. Đấy ạ, hàng ghế thứ hai, nếu anh em nào mà muốn chở đồ dài, đồ nhiều hơn thì mình hạ hàng ghế thứ hai xuống, đổ rất là nhiều luôn anh em nhé, rất là rộng luôn. Hàng ghế thứ hai thì nó không phải là tạo được độ phẳng tuyệt đối đâu, nó chỉ là tương đối thôi, như cái này mình có thể làm ngủ được rồi. Đấy, mình có thể, anh em nào mà đi đường dài muốn làm nghỉ được thì mình nghĩ là sẽ làm nghỉ được đó. Ok, giờ mình sẽ đi vào trong nội thất để giới thiệu cho anh em về nội thất của chiếc xe Hyundai Accent này nó có những cái gì. Đây anh em ơi, đây là nội thất của chiếc xe Hyundai Accent bản số sàn bản đủ. Nội thất sẽ là nội thất màu kem kết hợp màu đen, giúp cho chiếc xe cảm giác sang trọng hơn, tinh tế hơn. Đấy, còn với bản số sàn này thì sẽ ghế của nó như nào ạ? Ghế là ghế lỉ nhé, toàn bộ ghế là ghế lỉ toàn bộ luôn. Nhưng mà ghế lỉ của xe Hyundai Accent này chờ sờ rất là mềm, chắc chắn và chất lỉ nó rất là ngon. Ghế của Hyundai Accent số sàn bản đủ này thì sẽ là chỉnh cơ 6 hướng. Đây, giới thiệu với anh em nữa là phần vô lăng của xe Hyundai Accent thì sẽ là vô lăng ba chấu. Ngoài đây thì tích hợp đó chính là các nút điều chỉnh âm lượng và đàm thoại rảnh tay. Đây, đàm thoại rảnh tay đây, và điều chỉnh âm lượng này, và các điều, và bên này nó là điều chỉnh mặt đồng hồ tắp lô đấy ạ. Ngoài ra thì nó là ghế bọc vô lăng sẽ là bọc da rồi nhá, bọc da sờ rất mềm luôn, sờ rất thích luôn ạ. Đấy, còn ngoài ra thì tích hợp ở trên cái vô lăng này là gồm có những cái gì nữa ạ? Này, em sẽ quay trực tiếp luôn cho anh em luôn.
Đó chính là hệ thống đèn tự động. Đèn tự động với nhá, auto này. Đó, auto đây. Thế nào này là đèn tự động? Khi mà vào đèn tự động là tức là tự động vào trời tối hoặc hầm tối tự động sẽ bật lên. Bật lên chưa? Rất là quan trọng. Đó, còn những cái tính năng khác thì anh em sẽ tìm hiểu thêm sau cho em nhé. Đây là những cái nổi bật em sẽ giới thiệu cho anh em. Và trên vô lăng này nó xích tích hợp thêm nữa, đó chính là cần gạt mưa. Cần gạt mưa thì nó là có chế độ gián đoạn và chế độ gạt mưa nhanh chậm. Và ngoài ra tích hợp nó chính là cái gì nữa? Quan trọng nhất đó chính là chế độ auto đấy ạ. Chế độ auto này thì là tự động sẽ gạt mưa. Tự động gạt mưa khi mà trời mưa. Theo em thì anh em lên để chế độ auto đi khi đi trên đường thì lên để chế độ auto như vậy nhá. Đó chính là những điều như vậy. Còn đây giới thiệu anh em về bên cánh cửa của xe Accent này thì có những cái gì nữa. Nó có, đây là cục gương này, bấm điện này. Đấy. Còn đây là điều chỉnh hai trái, L này là LED là bên trái, R này viết tắt là Drive bên phải. Còn đây điều chỉnh bốn mặt đây ạ. Còn đây là khóa kính, ok anh em nào biết rồi đúng không ạ? Và đây là cánh cửa sẽ là tự động xuống, tự động lên xuống tự động nhá. Đấy, chỉ do dành ghế lái thôi ạ. Đây em sẽ đi vào bên trong, sẽ chi tiết vào bên trong về hệ thống âm thanh, hệ thống điều hòa như nào. Đây là chìa khóa của xe Accent, bản số sàn đủ là chìa khóa thông minh, có chữ màu xanh dương, nhìn rất là dễ bắt mắt và sang trọng. Đây em sẽ bật on lên. Ồ, điều hòa khá to đúng không anh em? Em sẽ để nhỏ đi chút để anh em quan sát được hơn. Đây giới thiệu anh em về màn hình hiển thị đa thông tin. Đây, bảng đồng hồ tablo của chiếc xe Hyundai Accent số sàn bản đủ nó vẫn sử dụng là ngôn ngữ của Hyundai. Khá đơn giản, em đánh giá không cao về chiếc xe Hyundai Accent này với thiết kế về màn hình hiển thị về chiếc xe Hyundai Accent. Với cái thông tin, ví dụ đây là vòng tua động cơ này. Đây là công tơ mét này, ở phía dưới này thì là nó là mức xăng này, còn đang bao nhiêu này. Và đây là nước làm mát này, nó còn đạt được, có nóng hay không thì nó hiển thị trên đây. Và rất nhiều các thông tin khác với các cái màu đỏ và màu vàng như này là đèn cảnh báo đấy ạ. Ở giữa đây này là màn hình hiển thị đa thông tin, nó cũng khá là nhỏ. Nhưng mà nó rất nhiều các thông tin mình cài đặt trên chiếc xe. Đó. Đây em sẽ giới thiệu anh em về hệ thống giải trí của chiếc xe Hyundai Accent số sàn bản đủ. Nó chính là nó có màn hình cảm ứng 7 inch ạ. Màn hình cảm ứng 7 inch rồi anh em nhá. Đó em sẽ cảm ứng cho anh em xem này. Ngoài ra trên này sẽ tích hợp đó chính là màn hình có gồm có kết nối AUX này, USB này, định vị map này. Đây mình map như bây giờ đây. Và ngoài ra có đây Apple AirPlay. Nó còn thiếu nó chính là Auto Android. Nó vẫn còn thiếu Auto Android nhé. Đây ạ, thì em sẽ giới thiệu. Ngoài ra cảm ứng thì nó sẽ là có các phím cơ. Nếu mình đi trên đường, mình đang tập trung mình lái xe, mình không sử dụng cảm ứng thuận tiện được thì mình chuyển sang các phím cơ nhé. Đây là điều chỉnh âm lượng này, bật tắt này, radio này, phone này, map này, và rất nhiều các cái cài đặt khác mình có thể điều chuyển về cái cài đặt trên phím cơ này nhé. Đấy. Xe Accent số sàn bản đủ này sẽ là có 6 loa. Có 6 loa. Đây giới thiệu cả anh em về hệ thống điều hòa của xe Accent số sàn bản đủ này. Thì là số sàn bản đủ này là điều hòa cơ chỉnh tay. Điều hòa cơ chỉnh tay thì nó có ưu điểm, đó chính là bền hơn, chi phí sửa chữa rẻ hơn. Đấy. Thì đây là các cái nút như là nút điều chỉnh nóng lạnh này, tốc độ gió này, và đây là hướng gió này, lấy gió trước, lấy gió mặt hay là sấy kính. Hình tam giác này là sấy kính trước này. Hình vuông như này nó chính là hình chữ nhật này, nó là sấy kính sau này. Đây là lấy gió trong. Bật sáng như là lấy gió trong, tắt như là đang là lấy gió ngoài. Đó. Đây là các cái cửa gió điều hòa của xe Hyundai Accent. Thì nó được viền xung quanh, nó chính là mạ chrome. Nhìn rất là sang trọng luôn. Đây là chính giữa này, đây. Đây cũng là cửa gió điều hòa này. Bên này như vậy đấy ạ. Còn giới thiệu anh em phần phía dưới này là có những cái gì nữa. Nó chính là trên đằng này sẽ là có tẩu thuốc lá nhá. Kết nối AUX là thiết bị ngoại vi này. USB này. Đây là cổng sạc 12V này. Cổng điện 12V này. Phía dưới này thì nó có để được, nó làm cái gì ạ? Nó không phải sạc thông minh IQ đâu nhá.
nó không phải sạc thông minh. Đấy. Thì anh em sẽ cái này em nghĩ chỉ để điện thoại thôi là vừa. Ok, em giới thiệu anh em về phần tiếp theo là cần số. Đây giới thiệu anh em về cần số của xe Hyundai Accent số sàn, đó chính là hộp số tự động 6 cấp. Hộp số tự động 6 cấp nhé. Hộp số tự động 6 cấp thì dẫn đến số lùi cần phải để phía sang bên phải. Đấy ạ. À sang bên trái đấy ạ. Nó đã được để sang bên trái và hơi ngược so với cả số sàn 5 cấp. Đó. Đây giới thiệu anh em về phía trong này, tiếp theo nó có cái gì nữa không ạ? Đó chính là cái hộp này để tàn thuốc lá nhé. Hộp này để tàn thuốc lá đấy ạ. Còn đây là phanh phanh tay là phanh cơ thôi. Phanh cơ thôi. Còn phía dưới này thì hay tiếp theo nữa là nó thêm được cái cốp đồ. Tuy nhỏ nhưng mà rất là hay, rất tiện dụng. Đúng ạ, rất tiện dụng, mình để đồ đạc rồi các thứ rất là tiện luôn đấy ạ. Hoặc là tựa tay, mình để tựa tay được đấy ạ. Tựa tay rất là tiện luôn. Giới thiệu anh em về phía trên là cái gì đây ạ? Gương chiếu hậu thì không có gì đặc biệt cả, không có gì nhá. Giới thiệu anh em về đèn trần. Đèn trần của xe Vista Sen số sàn bản đủ thì nó cũng không có gì nó đặc biệt cả. Nó đây là chế độ luôn luôn tắt này, mở cửa để giữa này là mở cửa thì đèn sẽ sáng này, và đây là luôn luôn sáng này. Đấy, ngoài ra thì mình có thể đặt phím cơ ở đây, mình bấm trực tiếp vào đèn này nó sẽ sáng này. Đó, đây. Còn đây đằng trước này thì chỗ này để kính, để đồ hay để cái gì đó thì tùy anh em thích để gì để ạ. Với anh em về trần thì trần nó là trần lỉ và trần sờ rất là mềm mại. Không có cửa sổ trời đằng này nhá. Đây là số sàn bản đủ, không có cửa sổ trời, chỉ duy nhất bản đặc biệt số tự động thôi ạ, có cửa trời ạ. Đó. Còn đằng này thì tay nắm cửa rất là thuận tiện, mình đi lên xuống. Ok, giờ em sẽ đi sang hàng ghế thứ hai để review cho anh em xem. Giới thiệu anh em đây là xe hàng ghế thứ hai của xe Hyundai Accent bản số sàn bản đủ thì nó có gì đặc biệt nữa hay không? Nó chính là nó thêm được cửa gió hàng ghế thứ hai. Nó vẫn được là ghế lỉ, ghế thôi, nó vẫn là ghế lỉ. Màu be và kết hợp màu đen giúp cho cũng xích xe cũng rất là sang trọng và rất là vào bên trong cảm giác rộng rãi hơn với cái màu be. Đây em sẽ đi vào bên trong luôn cho anh em. Đây nó có thêm được cửa gió hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai rất là quan trọng nha, cửa gió này đó chính là làm thêm mát, làm mát rất là nhanh cho hàng ghế thứ hai. Đôi khi mà hàng ghế đầu tiên ngồi đã rét run rồi nhưng mà hàng ghế thứ hai ngồi vẫn nóng thì cửa gió hàng ghế thứ hai nó đã xử lý được việc vậy, việc như vậy ạ. Đó. Giới thiệu anh em về nó thêm ở dưới này nó chính là cái gì nữa, nó chính là cổng điện 12V. Mình cái này mình sạc điện nhé, mình có sau này mình anh em làm ngồi hàng ghế sau này muốn sạc điện thoại này, mua thêm cái cổng sạc điện thoại nữa là ok đúng không ạ? Ok, hàng ghế thứ hai này nó có thêm được nó chính là đèn trần. Đây. Đèn trần đấy ạ, em sẽ bật lên. Đúng không? Anh em muốn đọc báo, đọc viết các thứ thì dùng đèn trần. Đây, tay nắm cửa cho hàng ghế thứ hai cả hai bên ạ. Đấy, hàng ghế thứ hai mình thì gập được 60 40 nhá, em sẽ thử gập cho anh em xem. Nếu mình anh em nào muốn chở đồ hay gì đấy thì đồ dài mà muốn ngồi thêm hàng ghế thứ hai nữa thì mình có thể gập được 60 40. Đó. Chưa? Em đã gập được chưa? Gập đây là 40 40% nhá. Ok, giờ em sẽ sang động cơ giới thiệu cho anh em. Quên mất, em sẽ quay lại cho anh em về cái tổng thể của hàng ghế đầu tiên. Đây ạ. Đây là tổng thể hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Hyundai Accent số sàn. Với ai là một người khó tính, ai là một người kỹ tính mà số tiền mới bỏ ra chỉ với hơn 400 triệu chưa bao gồm chi phí lăn bánh thì có lẽ đây là một chiếc xe khó lòng có thể làm ai có thể chê trách được một chiếc xe với số tiền như vậy mình có thể bỏ ra. Đó chỉ có là Hyundai Accent ạ. Đấy, anh em xem tổng thể nhá. Còn đây là động cơ của xe Accent bản số sàn thì vẫn là sử dụng là động cơ Capa 1.4. Đấy. Thì xe này thì đang công suất cực đại, nó đang là 100 Nm trên cho 6.000 vòng trên phút. Và mô men xoắn cực đại của chiếc xe này nó đang là 132 Nm trên cho 4.000 vòng trên phút. Đây, đây là chi tiết về động cơ của xe, em sẽ giới thiệu cho anh em. Đây là nước rửa kính này, động cơ này.
cửa hút gió thì đã đặt phía trên rồi nhá. Còn đây là ắc quy, ắc quy của Accent là ắc quy khô rồi. Đấy. Còn đây là cầu chì. Còn đây là dầu phanh. Ok, giờ em sẽ ra tổng thể cho chiếc xe giới thiệu cho anh em. Anh em ơi, em đang giới thiệu tổng thể cho anh em ở chiếc xe Hyundai Accent số sàn bản đủ. Vậy thì kích thước tổng thể con xe này đang là 4m40. Dài 4m40, rộng 1m729 và cao 1m46. Chiều dài cơ sở đang là 2m60. 2,6m đấy. Cộng chiều cao nó là 15cm. Đó. Với chiếc xe này thì với có những tính năng an toàn như nào? Thì gồm có phanh ABS em giới thiệu cho anh em rồi này. Cân bằng điện tử xe ESC em giới thiệu cho anh em rồi. Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA. Hỗ trợ xuống dốc và hỗ ổn định thân xe và chìa khóa chống trộm. Đó. Kiểm soát lực kéo này và túi khí thì chiếc xe này đang có là 2 túi khí thôi nhá. Còn 6 túi khí thì chỉ dành cho bản 1.4 số tự động bản đặc biệt. Ngoài ra những ra xe này thì đang có những màu như nào, gồm có màu trắng này, màu đỏ mình đang xem này, màu bạc và màu vàng cát, vàng be và màu đen. Đó. Thì vậy thì em đã gần như em quay hết về chiếc xe này rồi, em đã giới thiệu cho anh em đầy đủ rồi. Còn anh em giờ thấy em còn thiếu những cái gì thì anh em cứ comment phía dưới. Còn anh em có thấy hay thì hãy đăng ký và bấm chuông kênh của em nhé, để đợi video mới của em. Em sẽ giới thiệu cho anh em toàn bộ chiếc xe về xe Hyundai. Ok, lần cuối cùng em cảm ơn anh em đã theo dõi video của em ạ.